một nén thank you.
khuyên ca sơn thủy đại giang đông nhị cuồng tuần quan đều mời cho quý vị.
bốn mùa âm dương tiết thảo tâm năm chí thành câu nào cầu bình minh an dâng lên đăng trà quả thực tiễn dâng lên lòng tin con bái thỉnh chúa biển mộng cửu chung thiên tiên cung thỉnh mời đệ nhất thiên tiên thanh vân công chúa thượng thiên ngự về vân cát thôn quê phù dày vân cát thôn quê nghĩa hưng thiên bản nhà lễ cải trần lô gương xạ nhiệt khắp dưới mong vân chư vật hài hộp tất giao vân tùy sơ biết hương vân thành mỹ phương vân chư phật điện toàn thân nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát thanh xá hồi hương đệ nhị địa tiên nên ai cung thỉnh mời đệ nhị địa tiên nguyên xưa hiện thành trong đền sông sơn đời một quê vương phố tình chiến đan hai ngàn đô nhiệt mình hương ra vô từ ngẫu hương thu thanh hương chư tâm tình thờ nguyện chu biên thập phương nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát thanh mộc đệ tam cung thỉnh mời tiên thánh đệ tam xích lân long nữ ngực đền thoại cung sớm kết loan phòng kính xuyên sớm kết loan phòng hảo mai tiểu tiếp ra lòng réo oan
đại quan sông nhan thâm kỳ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cung giàn kim phục hoàng thân phật thánh chúa thiện trung vương can phật xa âm từ bi lần lần chúng sinh cố ngã kim tinh lệ đại quang và chiếu thiên tôn Lưu Phúc Linh từ kể từ ngày hôm nay được đông quân nhang bát ngàn
ngàn đệ tử lọc gần ông đem đến, lọc xa ông đem về. Trong gia chung được trên thuận dưới hòa, trên bảo dưới nghe, trên đe dưới sợ, nước xuôi một dòng thuyền, xuôi một bến khúc xưa đông hà, thọ tỉnh Lam Sơn. Cho các uống các tiểu được ăn ân cũ lập ngủ hương xưa, cho tinh thần minh mẫn trí tuệ, kiên cương học hành thi cử bố đại bản và đề danh. Dạ ông chứng tâm cho các thanh đồng đạo quan, con cầu con khoán con bán con gửi giả lam tín giữ dân thôn và hà tiếp phúc tại bản phủ lưu phúc ngày hôm nay. Cho nhà nào lộc đấy sở cầu như ý sở nguyện được tòng tâm đạo tất thông cầu thì được cất ứng A Di Đà Phật tấu lạy ông. À, đức ông trời thần tấu ban thề thật sự lòng vân vân để cất nhật nương thần. Hôm nay Hồng Yên thiết lập đàn tràng tiệc mà thung trung thánh đức công ta lại với đức công ta rất đỡ đèn. Không có đài khai của phủ trung tâm thủ nhan ba đèn. Đồng thầy Pháp sư Pháp văn, tây quỳnh tây quế, các thanh đồng đạo quan, đồng đèn, đồng điện, chư dân, chư gia cùng bách gia trầm hò ha. Ta tấu đôi đế đình hạ trình đông phương, cung nghênh hội đồng các gia chư tôn các trang tầng trung trang hữu thứ tự quang lầm. Đầu cho Hoàng Nguyên, từ nay trở đi từ tri ân hậu tư thời bát tuyết hưng long nhị kỳ thịnh vượng gia trung khang khai mệnh vị được khang cường bản mệnh bình an. Bách bệnh tiêu tan vạn bệnh tiêu trừ thân cung khang thai mạch lạc hòa tu tinh thần đính chân tích phúc tiêu giao tư trì ngũ tạp cho lục phủ an tiêu. Thần thanh khí sáng đông phúc dương chiêu cho bách linh hồ và bản bệnh tăng đào phúc cơ nhật tiên lộc vị được thăng cao nhé. Cho năm sông giói sông, tháng hạt giói hạt, cái gông thành cát, cái họa vi tường chuyển tay tác phúc. Các quân tiểu quan ơn cũ ngủ quân xưa, tinh thần minh mẫn trí tuệ viên khương, học hành thi cử đô đạt bảng vàng được đề danh, công danh được thành đạt. Trưng tâm cho các già nam tín nữ dân thôn bản hợp tiếp phúc bản phủ hôm nay, nhà lao lộc ấy người già sức khỏe, người trẻ được bình an, cho quốc thái dân nam thiên hạ thái bình nha.
sự khói nhà. Nguyện cầu quốc thái dân đi an thuận đi hoa. Cảnh thanh bà châu khổ phục suối dài hoa. Dài quốc minh minh chân chân trường sinh. Con đường tây
thanh thừa Chúa, Chúa thì tiếp ân. Khắp ba cõi xa gần nước tiếng, ai cũng mong được đến ngôi đền thiêng. Trước là lễ chuông Tây Thiên, sau là vãng cảnh thiên thiên hữu tình. Hay mang chức măng răng, măng răng.
vàng hương lồng sắc nước thỉnh chú bà ngờ trước đền chúng. Thank you.
người sẽ đi tóc mi nập đôi bên nữ da vàng. Chiếc môi cao dầu dầu nét mặt trước gậy soi. Một đời
chân đèo suối này anh vẫn nghe như gió sụp mây vần. Về đồng làm lễ vâng anh nha, lên tân bao người phương đầu chỉ chẳng nhan nhạt nhìn tư vi tam tòa tiên thành. Thank you.
đôi tôi cứ cao xa lên trên đàn trung thanh trăm hoa hai hoa đem về đến đây biết bao thanh đồng chẳng nghi man khe biết bao thanh đồng chờ mong ban
chỉ đắc đạo với tiên gia phép tiên linh ứng thay là Hãy subscribe
sâu đến đi đắp mọc thấp mi cao mấy tầng. Cảnh người thanh xuân thiều quang soi tỏ, chúa thác cờ là tiên lực giáng sinh dòng nào.
hò số. Tình chúa về.
sông Đà, suối Ngạc chảy qua núi rừng khuất khúc vào ra đi.
Bập bập bùng anh lửa có tiếng